Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một dự án có tên là MonVB và sàn BarbieSwap, nó có một chương trình airdrop nè các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click cho bạn link mô tả dưới video mở Telegram Touch Chatbot các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn lướt cấp cha đi tiếp nha các bạn. FT48 gửi cho bot. Rồi, mình sẽ get được tổng pool của airdrop là 200.000 token VB nè. Mỗi người sẽ nhận được 35 token VB random cho 5.000 winner, còn 250 VB dành cho top 100 gapper. Rồi bấm continue nha bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group. Rồi các bạn bắt up nè các bạn, tiếp tục join tiếp kênh seller nha các bạn. Rồi bạn bắt up nè, tiếp tục bạn follow tờ Twitter và tờ Weibo nè. Trên tờ Twitter nè bạn theo dõi nè các bạn. Mình like nè. Các bạn tờ Weibo là bài viết đã ghim nha các bạn. Rồi bạn bắt up nữa nè. Rồi tiếp tục các bạn follow tờ Twitter và tờ Weibo cái nữa nè. Đâu ta các bạn nữa đâu ta. CHH Mili KK 1.8 không có cái bài nữa thì các bạn bỏ khỏi tweet là các bạn. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Không có các bạn bỏ đi các bạn khỏi tweet. Rồi sau đó bạn submit đi tên nè. Rồi bấm done nè. Rồi các bạn gửi đường link vào profile tại Twitter của mình nè các bạn. Trên tại Twitter này các bạn nhấp vào avatar, nhấp vào hồ sơ nha các bạn. Bạn nhấp ba cánh cùng, nhấp vào chia sẻ. Sau đó các bạn sao chép liên kết gửi lại cho bot. Sau đó các bạn son xài gấp bô nữa các bạn. Bạn bắt đập lỡ. Chưa son chứ. Son xào các bạn. Rồi bắt đập lỡ bấm don. Sau đó họ có tờ quyết không các bạn bấm set. Tiếp tục gửi địa chỉ VNB Smart Chain B20 trên chocolate cho tất cả bạn nha các bạn. Hy vọng có 5.000 winner may mắn, hy vọng các bạn may mắn nha các bạn. Rồi, sau đó bấm vào status để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Các bạn nhớ son xào kênh airdrop support nó luôn, kênh group luôn. Để sau này có cái gì các bạn support nha các bạn. Rồi. Đây là đánh giáp của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn gì đánh giáp chia sẻ trong bè những thằng nó kiếm tôi cần các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo tụi mình nhé.